Diếp cá là loại cây rất quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày của các gia đình Việt Nam. Cây diếp cá thường cao từ 15 đến 50cm, thân cây có màu xanh lục hoặc tím đỏ, lá mọc so le, hình tim, có bẹ, có mùi tanh. Hoa diếp cá nở từng cụm hoa nhỏ màu vàng nhạt, quả nang mở ở đỉnh, hạt hình trái xoan nhẵn. Mùa ra hoa thường vào tháng 5 đến tháng 8, ra quả vào tháng 7 đến tháng 10. Ở nước ta, diếp cá thường mọc tự nhiên ở những nơi ẩm ướt, thường được trồng làm rau ăn, có thể thu hái quanh năm. Trong đông y, diếp cá có vị cay, mùi tanh, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu, tiêu thũng, sát trùng. Bên cạnh đó còn có tác dụng ức chế thần kinh và chống viêm loét. Với những lợi ích đối với sức khỏe của rau diếp cá, trong chuyên mục vị thuốc quanh ta hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn hai cách làm sinh tố diếp cá, một loại thức uống thơm ngon, thanh mát giúp giải nhiệt cơ thể. Nguyên liệu cần chuẩn bị bao gồm 200ml nước đun sôi để nguội, 500g rau diếp cá tươi, 20g đường. Rau diếp cá cần nhặt sạch, rửa nhiều lần với nước, sau đó vớt ra để ráo. Sau khi rửa rau, chúng ta cho hết toàn bộ rau diếp cá đã được làm sạch vào cối xay sinh tố, cho thêm nước đun sôi để nguội vào và xay cho đến khi hỗn hợp nhuyễn hoàn toàn. Lọc hỗn hợp qua dây để loại bỏ cặn, lấy phần nước cốt rau diếp cá, sau đó rót ra cốc. Khi uống, bạn có thể cho thêm lượng đường tùy với sở thích của mình. Với loại thức uống thứ hai, mang tên sinh tố diếp cá đậu xanh, các nguyên liệu cần chuẩn bị bao gồm 200g đậu xanh không vỏ, 500g rau diếp cá, 400ml nước đun sôi để nguội, 15g đường. Thức uống này bao gồm 2 phần. Phần thứ nhất là nước rau diếp cá sẽ làm tương tự như với phần 1 đã hướng dẫn. Đối với đậu xanh sau khi đã đãi vỏ, cần ngâm trong nước khoảng từ 5 đến 8 tiếng, sau đó mang phần đậu xanh đã được ngâm đi hấp chín trong nồi. Tiếp đó vớt đậu xanh ra để nguội. Cho vào cối xay sinh tố cùng với 200ml nước và đường tùy khẩu vị để tiến hành xay nhuyễn. Khi uống, cho hỗn hợp đậu xanh này vào cốc và thêm nước rau diếp cá đã xay. Với hai loại thức uống từ rau diếp cá này sẽ rất thích hợp cho những ai đang bị táo bón, bệnh trĩ, sỏi thận, rối loạn kinh nguyệt, nổi mụn nhọt và đặc biệt là rất đơn giản, dễ thực hiện tại nhà. Quý vị và các bạn có thể áp dụng để tự làm loại thức uống thơm ngon từ loại cây này nhé. Bên cạnh việc sử dụng diếp cá như một loại thức uống bổ dưỡng, diếp cá còn có thể áp dụng để chữa một số bệnh thường gặp. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu một số bài thuốc hữu ích từ cây diếp cá được trích trong cuốn Rau trị bệnh của nhà xuất bản Lao động. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích, giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích, giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Quảng cáo sẽ xuất hiện sau 3 giây. Giới thiệu tới bạn ứng dụng kiểm tra tình trạng sức khỏe.
dự đoán ngày sinh, dự đoán giới tính của con, và nhiều tính năng hữu ích khác trên điện thoại di động và máy tính bảng. Ứng dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng có tên là Happy Life. Ứng dụng gồm các tính năng sau: tính năng đo chỉ số sức khỏe BMI hay Body Mass Index. BMI chính là chỉ số cơ thể được các bác sĩ và các chuyên gia sức khỏe sử dụng để xác định tình trạng cơ thể của một người nào đó có bị béo phì, thừa cân hay quá gầy hay không. Thông thường, người ta dùng để tính toán mức độ béo phì. Ứng dụng này thay cho các loại cân y tế điện tử. Bạn chỉ cần nhập vào chiều cao và cân nặng của bạn. Ứng dụng sẽ tính toán và khuyến cáo tình trạng sức khỏe của bạn. Tính năng đo chỉ số WSA hay tỷ số bụng và mông là tỷ số giữa vòng bụng hoặc eo và vòng mông của bạn. Dùng phương pháp này, có thể biết được mỡ của bạn chủ yếu tập trung ở bụng hay ở mông. Cách làm là dùng thước vải bao quanh thắt lưng qua rốn để đo được vòng bụng. Bao quanh mông ở nơi to nhất để đo vòng mông. Sau đó bạn nhập thông tin vào ứng dụng. Nếu chỉ số WSA của người đàn ông lớn hơn 1,0 và chỉ số WSA của người phụ nữ lớn hơn 0,8, có nghĩa là nguy cơ mắc bệnh của người ấy tăng. Tính năng dự đoán ngày sinh con dựa trên ngày thấy kinh lần cuối của mẹ. Và nhiều tính năng khác sẽ được cập nhật trong các phiên bản tiếp theo. Ứng dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng có tên là Happy Life. Cài đặt ứng dụng qua mã QR code trong clip hoặc như hướng dẫn trong clip. Website: happylife.dvms.vn. Fanpage: happylife.dvms.